Tri ân ngày vàng ưu đãi cực sang mừng Trung thu và Quốc khánh 2 tháng 9. Hòa cùng không khí tưng bừng phấn khởi chào đón ngày Quốc khánh Việt Nam 2 tháng 9 và Trung thu sắp đến. Sâm Ý Thịnh Phát trân trọng gửi đến quý khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn chưa từng có. Tặng nón bảo hiểm cao cấp cho đơn hàng đi đông từ 2.500.000 đồng, mua 1 tặng 4 với đông trùng hạ thảo ký chủ VN Hus, giá chỉ từ 1 triệu đồng cho giỏ quà Trung thu sức khỏe. Ưu đãi giá tốt cho nhiều sản phẩm hồng sâm Hàn Quốc khác. Đặc biệt, chương trình áp dụng đồng thời với ưu đãi thẻ thành viên VIP, số lượng quà tặng có hạn. Còn chần chờ gì mà mọi người không đặt hàng ngay hôm nay? Có 3 cách để quý khách có thể mua được sản phẩm tại Thịnh Phát. Cách thứ nhất, quý vị có thể đến trực tiếp showroom Sâm Yến Thịnh Phát, số 853-855 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, chúng tôi có đội ngũ nhân viên tư vấn và giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng về công dụng cũng như hướng dẫn sử dụng sản phẩm một cách tận tình. Cách thứ hai, quý vị có thể gọi vào hotline 090-77-999-88 để được tư vấn trực tiếp và đặt mua sản phẩm. Cách thứ ba, truy cập website nhansamthinhphat.com hoặc samyenthinhphat.com để xem thông tin chi tiết của sản phẩm và đặt hàng. Quý vị yên tâm là chúng tôi có dịch vụ giao hàng nhanh thu tiền tận nơi trên toàn quốc. Sản phẩm sẽ đến tay người tiêu dùng trong vòng 12 giờ, nội ô thành phố Hồ Chí Minh và từ 2 đến 4 ngày đối với các tỉnh thành khác.